Hoa Ưu Đàm khai nở, 3.000 năm một lần. Hoa Ưu Đàm khai nở, cười đón cống trời mở. Những âm điệu hân hoan thuần khiết nhắc đến một loài hoa đến từ thiên thượng, báo điềm lành cho nhân gian, đã khiến nhiều người bật khóc khi ngẫm về lời Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng: khi Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở là lúc chuyển luân thánh vương hạ thế độ nhân. Câu chuyện bắt đầu ở Ấn Độ từ cách đây hơn 2.500 năm. Khi đó, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai công khai ngộ và Ngài bắt đầu hồng truyền Phật Pháp. Do điều mà Thích Ca Mâu Ni truyền là chính Pháp, nên Phật Pháp của ông càng ngày càng hưng thịnh, còn các tôn giáo khác lại dần dần suy bại, đặc biệt là Bà La Môn giáo vào lúc ấy cũng đã bên bờ diệt vong và hoàn toàn biến thành tà giáo. Điều này dẫn đến tình cảnh người trong môn phái này ra sức phá hoại việc truyền giảng của Đức Phật Thích Ca. Khi Đức Phật giảng Pháp tại Tịnh Xá Chi Viên, người của Bà La Môn giáo vì để phá hoại đã cải trang thành tín đồ đến nghe Pháp. Trong lúc đang nghe, có người thì giả vờ ngất xỉu, có người xuất ra các hiện tượng kỳ quái, lại cũng có người tung tin vu khống nhằm bôi nhọ thanh danh của Thích Ca Mâu Ni, làm dao động chính tín của các tín đồ. Đứng trước sự sắc nhiễu này, Thích Ca Mâu Ni điềm tĩnh trấn an các đệ tử rằng: khi ta còn tại thế thì tín đồ các tôn giáo khác và ma quỷ không thể làm gì Pháp này, nhưng tương lai ra sao là điều khó nói trước. Tuy nhiên, Đức Phật cũng nói thêm: các con hẳn ai cũng biết một truyền thuyết lưu truyền đã lâu, chính là nói về chuyển luân thánh vương sẽ tới nhân gian độ nhân trong tương lai. Chuyển luân thánh vương này có năng lực vô cùng vĩ đại, đến lúc ấy rất nhiều người trong các con sẽ đắc được đại pháp và pháp quy nhất. Đến lúc ấy các con sẽ biết mình may mắn như thế nào. Đến lúc ấy rất nhiều chư thần từ thiên thượng sẽ xuống nghe pháp, và chúng thần đều trong ngóng ngày đó sẽ tới. Một lần khác, trong pháp hội được tổ chức tại một bãi rất rộng trên núi, khi ấy 10 đại đệ tử của Phật Tổ và rất nhiều đệ tử khác đều có mặt. Một nữ đệ tử là Liên Hoa Sắc bèn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Thế Tôn, Ngài nói tương lai sẽ có chuyển luân thánh vương hạ thế truyền pháp, vậy người ở các nơi khác muốn nhận biết thì làm thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni nói: đến khi có một loài hoa gọi là Ưu Đàm Bà La nở rộ khắp nơi, thì đó chính là điểm báo hiệu thánh vương đã tới. Loài hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà là hoa đến từ thiên thượng ban xuống niềm lành về chuyển luân thánh vương. Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi bảo hộ cho tới khi các con gặp được thánh vương mới thôi. Lúc này, từ không trung mưa rơi lất phất, Phật Thích Ca Mâu Ni miêu tả loài hoa này thân nhỏ như hạt mưa bụi, tuy nhìn rất mỏng manh nhưng không đâu là không thể khai nở. Mục Kiền Liên nói: Thế Tôn, Ngài có thể mở lòng từ bi cho chúng con nhìn thấy Bà La Hoa này được không? Được, ta sẽ dùng Phật lực để xem có thể mang đến loài hoa này không. Nói xong, Phật Thích Ca Mâu Ni đưa tay ra
chỉ thấy trong tay xuất hiện một đám hoa màu trắng li ti như những hạt bụi, thân trong suốt mỏng manh. Đây là ưu đàm bà la hoa ở không gian khác. Chúng thần trên thiên thượng đều muốn sớm thấy loại hoa này và mong mau chóng đắc được giáo hóa của chuyển luân thánh vương. Đến khi các con đắc được, ta sẽ mừng thay cho các con. Lúc ấy trên thiên không xuất hiện rất nhiều thiên nữ mặc y phục bảy màu. Họ bắt đầu rải hoa, mưa phùn ngừng rơi. Bầu trời xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, có rất nhiều đám mây ngũ sắc trôi theo làn gió. Có cá rồng và phượng hiện thân, đúng như câu nói rồng phượng hiện thân báo điềm lành vậy. Một người trông thấy cảnh tượng này liền thốt lên: đây quả là một điềm lành tuyệt diệu. Về sau, Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhiều lần giảng về chuyển luân thánh vương và ưu đàm bà la hoa. Hiện tại, ưu đàm bà la hoa mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến năm xưa đã khai nở trên toàn thế giới. Điều mà chúng sinh chờ đợi và trông mong đã tới rồi. Đối diện tất cả những điều này, chúng ta lựa chọn như thế nào đây? Hãy thức tỉnh, hỡi con dân của thần.